Đã nửa tháng trôi qua, nhưng ông Lò Văn Họp ở bản Nậm Củng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè vẫn chưa hết bàng hoàng khi đêm ngày 24 tháng 6 vừa qua, ông suýt nữa bị lũ cuốn trôi. Vào khoảng nửa đêm, khi đang ngon giấc trong lán thì bất chợt ông tỉnh dậy và chứng kiến dòng nước cuồn cuộn từ đầu nguồn suối Nậm Củng kéo về cuốn phăng tất cả mọi thứ. Đúng là hôm đấy ở ngủ ở ruộng, xong là ngủ ở lán. Xong đúng thấy nước hòn đá kêu tùm tùm về là mình dậy về là ngụp hết ruộng rồi, không chạy ra được nữa. Là huyện miền núi biên giới, Mường Tè có đa phần diện tích là đồi núi, lại nhiều sông suối có độ dốc cao. Khi mưa lũ nước chảy rất xiết và dễ sạt lở thành lũ ống, lũ quét. Trận lũ xảy ra vào cuối tháng 6 vừa qua đã làm 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 32 nhà bị thiệt hại nặng do sạt lở, hàng chục hộ dân phải sơ tán vì lũ dâng cao và nguy cơ sạt lở. Lũ đã làm 1 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Đa số các hộ bị thiệt hại nặng đều ở ven sông, suối và chân đồi, những nơi dễ sạt lở đã từng được cảnh báo. Vì chủ quan, người dân đã phải chịu một cái giá rất đắt. Để tuyên truyền cho nhân dân nắm được thời tiết, để khi xảy ra các cái tình trạng mưa lớn kéo dài thì có thể là di rời về nhà, không được ngủ qua đêm tại lán ở ruộng ở nơi gần khe sông khe suối. Thì tuy nhiên là một số hộ dân cũng vẫn cố tình làm lán tại ở ven sông khe suối. Thì chính vì vậy thì chúng tôi cũng chỉ đạo là cương quyết là cho nhân dân khi có mưa lớn kéo dài thì phải di rời về nhà chứ không ở tại lán ruộng. Hiện nay đang là đỉnh điểm của mùa mưa lũ với nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế, huyện Mường Tè vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống, sản xuất ở dọc sát sông suối, dưới chân núi rất nguy hiểm.